công chúa và hoàng tử Đan Mạch đến Sydney, tên từ Sydney. Công chúa Mary và hoàng tử Frederick của Đan Mạch đã gặp công chúng vào ngày hôm nay khi họ đến Úc để tham dự lễ kỷ niệm lần thứ 40 của nhà hát Opera Sydney. Nhà hát Opera Sydney được thiết kế bởi kiến trúc sư Đan Mạch, ông George Utzon. Công chúa của Đan Mạch là người sinh ra ở Úc đã dành thời gian để nói chuyện với những người đã xếp hàng để được nhìn cô gần hơn. Nhiều học sinh cũng như những người hâm mộ hoàng gia Đan Mạch đã đến cảng Sydney vào sáng sớm hôm nay. Đối với hầu hết trong số họ, có thể đến được gần một công chúa như vậy là một đặc ân. Một khách du lịch cũng đã đến để xem hoàng gia cho biết công chúa đã gây ấn tượng rất tốt, cô đã tỏ vẻ quan tâm đến mọi người và nói chuyện nhiều với các trẻ em. Công chúa Mary và hoàng tử Frederick của Đan Mạch cũng đã gặp thống đốc tiểu bang New South Wales, bà Mary Bashir vào cuối ngày hôm nay.